Chị Thủy Tiên nhập viện sau khi bị đau mạn sườn đã 3 ngày. Bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm túi mật cấp do sỏi. Tiêu chuẩn để phẫu thuật viêm túi mật do sỏi là tiêu chuẩn vàng là phẫu thuật nội soi. Thì cái bệnh nhân này đã được tiến hành phẫu thuật nội soi, nhưng mà vô thì cái ống túi mật nó hoại tử hết, không có thấy được qua nội soi, thì đã tiến hành mổ mở thì cắt toàn bỏ toàn bộ túi mật luôn. Thì sau mổ bệnh nhân an toàn. Nằm dưới gan bên phải của nửa bụng trên, sỏi mật là những tinh thể rắn hình thành bên trong túi mật với kích thước đa dạng, có thể lớn đến vài cm. Khi kích thước nhỏ, sỏi ít di động. Đến khi triệu chứng xuất hiện rõ ràng cũng là lúc sỏi đã di chuyển gây cọ sát vào túi mật, hoặc nghiêm trọng hơn là gây tắc nghẽn dịch mật. Ống túi mật đường kính nó khoảng 3 ly, viên sỏi mà nó rớt xuống đó nó sẽ gây tắc nghẽn và nó sẽ gây ra một cái bệnh gọi là viêm túi mật cấp do sỏi kẹt cổ túi mật. Thì cái bệnh này nó rất là đau. Thường thì bệnh nhân mà bị kẹt cổ túi mật thì từ lúc viêm nó chuyển qua hoại tử túi mật là từ khoảng 24 đến 48 tiếng. Và nếu không điều trị kịp thời nó đưa đến hoại tử túi mật. Theo thống kê, tỷ lệ nữ giới mắc sỏi túi mật cao gấp 2 đến 3 lần so với nam giới. Bên cạnh đó, sự hình thành sỏi túi mật chủ yếu diễn ra ở những người trên 40 tuổi. Bệnh nhân không được chủ quan và nên đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu sau. Cơn đau bụng kéo dài trong nhiều giờ. Bệnh nhân sốt cao trên 38 độ C kèm theo biểu hiện toát mồ hôi, cảm giác ớn lạnh. Xuất hiện cảm giác chướng bụng, nôn ói liên tục. Da và mắt vàng bất thường kèm theo tình trạng ngứa da gây khó chịu.